Bảo và Cát Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Yêu là Cưới. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi, xem họ sẽ chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào. Xin mời quý vị. Là trên một cái chuyến xe khách, Duyên tựa vào vai em, Duyên ngủ đỡ hung lén. Duyên mở mắt ra Duyên nhìn em mới nói anh Cao, ủa ở nhà sao không hôn cho đã đi, ra đường tận hôn con cái à. Và ngay bây giờ sẽ là cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai bạn. Rồi, mời hai bạn tự giới thiệu đôi nét về mình đi ạ. Em là Tại Hiệu Phong. Em năm nay 23 tuổi. Công việc của em đó là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do, wow. Dạ, em tên là Lâm Mỹ Duyên. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em là MC tự do. MC tự do. Đồng năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi là lớn hơn bạn trai mình 6 tuổi. Wow, ngưỡng mộ quá. Ai chà 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 chà. Ai chà chà, nhiều có câu chuyện đây. Mình đi event gặp nhau hay như thế nào? Em nhớ rất rõ là ngày hôm đó là ngày 16 tháng 11, 2016. Khoảng 17 giờ chiều á, em đi show ở trên Tân Biên, Tây Ninh á. Vô tình thì gặp bạn trai của em. Em làm MC, còn ảnh đến là ảnh để hát ca sĩ mà. Rồi vô tình thấy giọng hát ấn tượng quá. Có cái là vừa biết đàn nữa. Ấn tượng đầu tiên thấy rất là thích. Là em thích ảnh trước. Dạ, thấy cưng lắm. Thấy cưng lắm không? Rồi em thì ấn tượng lần đầu tiên với bạn gái mình là như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của em á là khi mà gặp nhau trong cái công việc á, thì lần đầu tiên em nhìn thấy cái bạn gái em là cái gương mặt là gương mặt nó sắc sảo á, nhìn nó có cái nét giống như là người kiểu như người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam nữa. Là MC tiệc cưới thì cái phong cách nó kiểu như nó thùy mị đít na, nhưng mà bạn ấy thì cái phong cách nó lại bụi bụi. Nhưng mà hai bạn có giao tiếp với nhau trong cái lần đó không? Có gọi là gặp gỡ đó, có nói chuyện với nhau không? Nói chung là hai đứa là chưa có quen biết gì hết, nhưng mà bạn ấy giới thiệu em giống như là đúng rồi vậy chị. Nhưng mà không có tới thì... hỏi không tin em à, là em là... ở đâu gì gì là có. Dạ, trong sẵn là trong cái danh sách ghi. Dạ, tại bữa đó em thấy hát hay quá nên em giới thiệu như đúng rồi vậy đó. Mà đầu tiên là hát rồi, bắt đầu em mới giới thiệu thêm hai bài nữa. Giới thiệu thêm rồi không giao tiếp một câu nào, hát xong xuống rồi chào đi về luôn nha, không chào luôn hả? Lấy số gì không? Em cũng ngại tiếp xúc. Nói chung là mình chỉ có ấn tượng ở đó thôi, nhưng mà mình không có dám kiểu như vậy nói thì chuyện sao nào. Tới cơ duyên nào mới hẹn hò nhau? Em tìm tới cái Facebook á, em xin ở bên là cái anh bồ sô á, ảnh mới cho em cũng vô Facebook em tìm hiểu từ từ á, nhưng mà lúc đó thì cũng ngại lắm nên nó là mình thấy mình lớn tuổi hơn á. Em biết em lớn tuổi hơn? Dạ. À, nhưng mà bạn này là chắc chưa biết gì đúng không? Dạ. Rồi sao tính công? Cái lúc mà em thấy mà gửi lời mời kết bạn rồi á chị, em chấp nhận nhưng mà em cũng chưa có dám mà kiểu như nhắn tin hỏi han này nọ. Sau 2-3 ngày nữa thì tự nhiên cơ duyên tới, thì là sinh nhật của Duyên. Thì Duyên có mời em đi sinh nhật. Thì lúc đó là em lên ý tưởng, lấy điểm dự sinh nhật, và em tặng cho bạn ấy một ca khúc, đó là bài Ánh Nắng Của Anh. Có là em lịch sự em đi sinh nhật hay là em đã có ý định gì trong người chưa? Dạ có ý định. Em biết cổ lớn hơn em chưa? Dạ biết rồi. Biết rồi luôn, sao em dạ biết được? Cái lại phong cách với lại nhìn cái cách ăn mặc này. Em đoán thôi. Dạ em đoán ta lớn hơn mình thôi. Dạ. Sau cái buổi đó, Duyên chủ động nhắn tin cho em là nói lời cảm ơn về cái bữa tiệc đó em đi, là em đã có một cái món quà tặng cho bạn ấy kiểu như ấn tượng á chị. Là hai đứa em cứ nói chuyện qua lại, nói chuyện xàm xàm vậy. Cuối cùng hẹn hò cái chính thức ngày mà vậy là. Em nói chị nha, đi sinh nhật em về cái đầu tự nhiên đâu nhắn tin qua chọc em. Hai đứa nói chuyện cả đêm luôn, nói chuyện không ngủ luôn. Và sau bữa đó bắt đầu là hẹn hò riêng rồi yêu nhau chưa hay là chuyện nào? Dạ thì bắt đầu đi cà phê, thấy cũng như thích nhau, cái bắt đầu là nói với bầu show á, nếu mà có đi show chung á thì kêu hai tụi em đi. Cũng lợi là cái ai là cái người tỏ tình chính thức yêu đương. Em là người chủ động tỏ tình Duyên. Em thấy sau cái thời gian mà tiếp xúc nhau á vậy cũng gần được hơn một năm rưỡi. Một năm rưỡi luôn? Dạ. Là em thấy Duyên cũng kiểu như quan tâm, chăm sóc rồi hỏi han nhiều. Nhưng mà ngặt cái là Duyên lớn tuổi hơn, Duyên kiểu như cũng e dè á. Và một ngày đẹp trời đó là em quyết định là em giỡn với bé Duyên á. Là em nói là em thích bé Duyên. Nhưng mà ai ngờ lúc đó là Duyên nói ngược lại là nó cũng thích em luôn. Ế lâu rồi chị, nên đó là bây giờ là hả nói cái là đồng ý liền. Tới nay là được bao lâu rồi?
cũng 1 năm 6 tháng 15 ngày. Rồi cứ một khoảng thời gian lâu như vậy mới tỏ tình với nhau. Vậy thì cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào, nhớ không? Chính thức mà cái lúc mà tụi em cầu hôn đó chỉ là chỉ có cầu hôn hay là cầu hay là tỏ tình, ngỏ lời đó chị. À, ngỏ lời là chỉ có 6 tháng thôi chị. Tới nay mới 6 tháng thôi. Dạ đúng rồi. À. Thì cái nụ hôn đầu tiên đó là vào một cái dịp đó là em dẫn duyên về quê chơi đó chị. Là trên một cái chuyến xe khách á, trên xe thì duyên tựa vào vai em duyên ngủ. Thì em lúc đó là em cũng trằn trọc, kiểu như trằn trọc mình đi về quê mà mình ngủ không có được á. Cái em mới nhìn duyên với ánh mắt kiểu như là chiều mến á. Xong rồi lúc đó là em đỡ hung lén duyên, lúc đó là duyên mở mắt ra duyên nhìn, lúc đó em cũng sợ nữa. Em nói chị á, sau đó về tới nhà em nói ủa anh làm cái gì vậy, nói anh đâu có làm gì đâu, anh hung có con cái à. Mà thiệt là anh sao anh không hung nữa đi, bây giờ về nhà rồi không chịu hung đi. Thì đó em mới nói anh Cao ủa ở nhà sao không hung cho đã đi, ra đường tận hung có con cái à. Là coi như là lúc đó là dẫn bạn gái về là ra mắt gia đình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em có giới thiệu sơ sơ qua duyên á, thì lúc đó thì mẹ em cũng kiểu như cũng có nét mặt buồn rồi, nhưng mà mẹ em cứ chưa có nói ra. Thì lúc đó là duyên về, duyên ham vui quá anh, là lúc đó là duyên vừa tắm rửa cái là duyên chạy ra ngoài đi chơi luôn, chứ chưa có kịp mà dịp mà kiểu như ba mẹ nói chuyện nhiều á. Dạ về cái đầu thấy ruộng lúa rồi á, cái đầu vô cái đầu chào ba mẹ xong mẹ nói á là thôi vô con vô trong con tắm cái đi, tắm xong cái bắt đầu á là chạy cái ào đó, thấy ruộng lúa ở sau hè mê quá, ruộng lúa mà có cá nữa chị. Mê quá chạy cái ào ra ngoài selfie. Cái đầu cũng vô xong á đầu là phụ mẹ cơm nước rồi xong á cái đầu cả gia đình ăn cơm, em cũng để ý thấy có vẻ là cũng như là mẹ không được vui, tuy rằng mẹ cũng cười mẹ cũng nói nhưng mà có cái là vẻ mặt của mẹ cũng như không được vui. Chiều thì em trên đường về, Phong nói á là mẹ nói á là lớn tuổi hơn nên mẹ cũng ngại, mẹ không cho quen. Cái lúc mà trên đường về mẹ có nhắn tin với em là mẹ tâm sự đó là con đừng có nên quen với con gái kiểu như lớn tuổi hơn mình á. Trong lòng em thấy lúc đó là em rất kiểu như là một bên thì nhìn mẹ duyên cũng áp lực, một bên thì nhìn về mẹ thì thấy mẹ cũng coi như lúc đó cũng đang rối bời ha, cũng đang phân vân. Em nói thật lúc đó em rất là buồn, suy nghĩ một hồi khoảng 5 phút em mới nói thôi cha mẹ chỉ có một trên đời thôi, anh nên về với mẹ, nghe lời mẹ là tốt nhất. Cái bắt đầu ảnh cũng buồn lắm, ảnh cũng không nói gì hết trơn, cũng im lặng. Rồi xong á em mới nói vậy thôi mình tạm thời mình chia tay đi. Để cho suy nghĩ chín chắn đã. Trong thời gian một tuần lễ á, hai đứa em đâu có nói chuyện với nhau đâu. Trên Facebook á, em cũng theo dõi Facebook. Nhưng mà thời gian đó, em nói thiệt cái chị tâm trạng rất là rối bời, không biết sao hết trơn á. Rất là nhớ mà không biết nói bằng cách là nào. Rồi cuối cùng ai là người chủ động nói. Cái lúc mà em suy nghĩ được chín chắn á là em thuyết phục mẹ em. Tại vì trước đây hai cái mối tình trước á là em có dẫn về nhà cũng ra mắt mẹ, nhưng mà mẹ cứ kiểu như là bàn ra thôi chứ không có ủng hộ em á. Nên lần này em quyết định là em nói với mẹ là em không nghe lời mẹ nữa. Nên là hai bên giống như là có căng thẳng đấu tranh lạnh. Xong rồi cái mẹ em suy nghĩ, xong rồi mẹ em mới nhắn tin lại nói là đồng ý cho duyên quen em. Còn về phía gia đình em thì có ngăn cản gì không? Rồi giải quyết một bên xong á, đầu em mới dám dắt Phong về bên gia đình em. Thì dắt về á, ba mẹ em á thì rất là hiện đại nên không có ngăn cấm cái vụ mà tuổi tác là người kia hết trơn á. Vừa dắt Phong về cái như là mà con gái mình bị ế lâu ngày vậy. Ok liền đúng không? Qua một thời gian quen nhau vậy thì có những cái chuyện gì nó vui buồn gì đặc biệt không? Dạ không có chuyện gì vui hết trơn á chị, mà quá vui luôn á. Cái vụ hồi nãy mà về quê của Phong á, chưa gì hết trơn em chạy ra sao em selfie đó chị. Chạy ào ào ra ngoài ruộng lúa luôn, em đâu có biết con đĩa là con gì đâu chị. Selfie đã đời, cái bắt đầu cái đầu cái đi lên bờ đi tèn selfie tiếp. Nói ủa cái gì mà sao nó dính khúc vậy nè. Tưởng là cái lá lúa thôi, em nghĩ lá lúa nó dính thôi, em cứ đi em selfie hoài luôn mà sao cứ ngứa lấy chân chà hoài mà sao cái lá lúa mà nó rớt xuống đúng không? Dạ, ngồi xuống giơ chân nhìn kỹ lại. Chắc là đứng tim luôn, xóm nghe luôn. Dạ không, nguyên cái xóm nghe luôn. Cảm giác được gì đó. Tưởng Phong làm gì em hay sao á. Em nói chuyện ổng đang đứng trên bờ ở kia, ổng đang nhìn mấy ngọn lúa nè. Bàn lên là một bàn phát mà ổng chúa luôn. Em lũi luôn. Em chạy hả? Dạ.
không em làm cái cả xóm buông lại luôn. Cả xóm buông lại luôn. Cuối cùng ai lột con đĩa ra? Mấy cái đứa nhỏ hàng xóm á chị. Nó chăn trâu á, nó lấy cái lá lu á chị, thì hạn cái rớt xuống. Còn ông này lúc đó lên mình mãi sình đầu cổ sình không, đâu biết vụ gì xảy ra. Đó nói chung là em kiểu như là em không. Ông thư kỳ vậy, bạn cũng ở dưới, bạn cũng ở dưới đó mà không biết cách gỡ nghĩa. Không phải, cô này cũng kiểu kiểu như là em đang đứng em không biết là chuyện gì luôn anh. Tự nhiên cái bả lùi lên, bả đạp em xuống dưới rồi em đứng lên. Luôn cái rụng luôn. Mà lúc đó là em cũng sợ đĩa nữa. Hai bạn có kế hoạch gì chưa? Định kế hoạch gì cho chuyện hai đứa chưa? Thì ba mẹ hai bên á thì cũng đồng ý rồi. Kế hoạch của hai đứa bây giờ là đi làm kiếm tiền. Cuối năm nay em với Phong á tính là cho một bữa tiệc nào đó cho hai bên gia đình gặp nhau, rồi cho hai bên thoải mái nói chuyện với nhau á. Nhưng mà em nghĩ là hả, cách chuyện đó cũng gần đây thôi. Nhưng mà đã hiểu nhau hết chưa? Biết hết thôi, hơi biết hết tính chưa? Nói là được xấu với của nhau tấm hết chưa? Đây đâu có gì xấu đâu chị, được cái nướng giỏi thôi à. Mũ nướng giờ à. muốn bạn ấy thay đổi gì nói với bạn ấy đi. Dạ nướng này khó thay đổi lắm. Vậy mình phải chắc nhận, mình chịu được dạ không? Thì đó, chịu được chị bao lâu? Tánh nướng thôi chứ không có gì hết trơn á. Bình thường là tốt hết hả? Dạ tốt hết trơn nè, cua gái cũng không cua nè, hút thuốc cũng không hút nè. Đó nhậu nhẹt cũng không nhậu luôn. Vậy thôi, con người làm sao hoàn hảo được hết. Dạ được vậy, cái này quá ngon luôn rồi. Dạ vậy quá ngon luôn rồi. Quá ngon rồi. Mẹ nhà mẹ nói quá ngon. Còn em muốn bạn gái mình thay đổi điều gì? Em quá ok rồi. Rồi như vậy thì là cũng không có vấn đề gì, coi như là cũng xong hết mọi thứ. Thì hai bạn thì công việc đang ổn định đúng không? Gia đình mình cố gắng làm việc, bây giờ gia đình thì cũng đã đồng ý rồi, gia đình Phong cũng đồng ý rồi. Rồi nói gì thì nói, mình cũng sẽ mình chuẩn bị trước tâm lý. Mình lớn tuổi hơn thì mai mốt đương nhiên mình sẽ già sớm hơn bạn ấy rồi. Mình phải chăm sóc cho sắc đẹp của mình, nhớ nha. Phải luôn luôn chăm sóc. Chúc hai em hạnh phúc. Rồi hai em còn muốn nói gì nữa không? Là em muốn tặng cho Duyên một bài hát. Rồi. Giờ cho ca sĩ hát nè. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em mai anh nữa đi. Rung quá. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Làm vợ anh nhé, anh có một vòng tay đủ rộng. Vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Hôm nay đến với chương trình thì anh cảm ơn em rất là nhiều. Em đã đến bên cuộc đời anh. Ngoài bài hát đó ra thì anh cũng có món quà anh muốn tặng em. Mua cái gì vậy? Hãy giữ hoài cái nét hồn nhiên đó, ngây thơ đó, để mà có thể giữ được trái tim cái người đàn ông trẻ. Dạ, cũng như là chị nói là làm nghệ thuật á, tuy rằng bên ngoài nhìn mình á là hả tuổi lớn đó, nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng trẻ hết trơn á. Ngon lắm nha, ráng ăn nha. Ngon, 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 ngon. Chúc mừng hai bạn.